Rồi chào anh em nha, còn hai bộ 4 món future 110. Mình xả luôn nha anh em ơi, hôm nay 29 Tết xả luôn. Bộ 4 món zin của future: sườn lóc giấy, sườn zin chuẩn, cà vẹt zin chuẩn, biển số zin chuẩn. Nói chung là toàn bộ đúng đồ zin của cơ quan nhà nước cấp và số khung số máy nguyên zin không sàn tháp. Cuối năm xả nhanh luôn cho anh em, chỉ 1 triệu một bộ thôi nha anh em, bình thường bán 1,5 triệu. Cuối năm xả luôn, xả giá tàu nhanh cho anh em, 1,5 triệu một bộ. Bộ 90 biển Hà Nam, bộ 29 biển Hà Nội nha anh em. Đó, bộ 4 món giá tàu nhanh luôn, chỉ 1 triệu một bộ. Hôm nay anh em mua lẻ một cây sườn không bèo lắm cũng 800-900 ngàn rồi. Đó, mình bán nguyên bộ 4 món luôn, ba anh em là số khung số máy nguyên zin, sườn lóc giấy nguyên zin, ba anh em có hồ sơ gốc đầy đủ nha. Còn anh em mà muốn sang tên rút gốc thì nhờ dịch vụ. Mình bán dạng là bao anh em là đồ chuẩn an ninh, hàng đẹp như hình, sườn đẹp không lỗi lầm, lóc đẹp không lỗi lầm. À, giá tàu nhanh chỉ 1 triệu một bộ 4 món Honda Future 110. Đó, anh em về muốn làm gì làm nha anh em. Anh em cần alo mình 0933 996 332.